Những năm gần đây, thể thao Việt Nam tự hào khi các vận động viên bơi lội liên tiếp giành những thành tích vang dội trên đấu trường quốc tế. Hình ảnh Nguyễn Thị Ánh Viên lướt mình trên làn nước xanh và giành huy chương vàng một cách đầy vinh quang đã in sâu trong tâm trí người hâm mộ. Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn đó là tỷ lệ đuối nước ở nước ta lại không cho tín hiệu đáng mừng như thể thao chuyên nghiệp. Theo số liệu thống kê, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 3.000 ca tử vong do đuối nước với trung bình 9 người chết mỗi ngày. Con số này cao gấp 10 lần các nước phát triển. Một trong số những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đáng buồn này đó là việc dạy và học bơi tại các trường tiểu học và trung học còn chưa được chú trọng. Chính phủ và Bộ Giáo dục đã có những văn bản và phải nói là định hướng cho cái việc là chống cái đuối nước và phát triển cái việc mà cái kỹ năng bơi lội cho học sinh. Việc đó đã được ban hành lâu rồi, nếu tôi không muốn nói là cũng sấp xỉ 10 năm. Nhưng tại sao không triển khai được? Nó phụ thuộc vào yếu tố là một là nhận thức. Thứ hai, nó phụ thuộc vào cái khó khăn đó là gì? Cái đất đai dành cho việc làm các bể bơi. Và cái thứ ba nữa là gì? Cái việc đầu tư cho cái lĩnh vực là phát triển bơi lội phong trào, phát triển bơi lội cho học sinh phổ thông là chung sống để mà khắc phục được với cái tình trạng đuối nước. Không có cơ sở vật chất tốt để phục vụ cho việc dạy và học bơi là một trong những khó khăn các trường gặp phải hiện nay. Tuy nhiên, ngay cả khi có được một bể bơi đẹp và đạt tiêu chuẩn như trường quốc tế Wellspring, thì việc thuyết phục các em học bơi cũng không hề đơn giản. Có những khó khăn mà các thầy cũng gặp phải đó là cái tình trạng mà các bạn học sinh ở đây thì một số bạn là hơi nhút nhát và thậm chí là các bạn mới vào các bạn rất sợ nước. Đấy, là do cũng so một số bạn là từ trước là cũng tự đi học bơi ở ngoài và học bơi không đúng phương pháp thì cho nên là cái kỹ thuật phạm phải là cái lỗi, cho nên là các thầy cũng rất là khó khăn trong cái việc sửa kỹ thuật cho các bạn. Nhà trường tổ chức học bơi nhưng mà phụ huynh không đồng thuận hoặc là không đưa đón hoặc là không động viên con em mình ấy, thì trẻ con đôi khi nó cũng không thích xuống nước. Và xuống nước thì thông thường các bạn ấy sẽ bảo rằng là sẽ đen da rồi thì sẽ ngứa ngáy rồi thì rất là nhiều yếu tố để các bạn ấy từ chối. Và học bơi thì nó cũng lích kích về chuyện chuẩn bị đồ hơn là những cái môn học khác. Không phải học sinh nào cũng thích học bơi, dù biết rằng những kỹ năng bơi rất cần thiết. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục cho các em về những ưu điểm của môn thể thao này. Gia đình là một cái yếu tố mà động viên cũng như là thuyết phục các con để cho các con học bơi. Chứ nếu như mà để ép buộc thì hầu như trẻ con nó sẽ rất là nó đối phó, nó không. Thế nếu như tạo ra một cái sự hứng thú cho bạn ấy thì bạn ấy sẽ rất là hứng thú học bơi. Nên đưa các cái nội dung học bơi vào trong các cái chương trình học của nhà trường nếu nhà trường có thể, hoặc là tổ chức các cái khóa học bơi vào hè dành cho các bạn học sinh ở những trường mà không có điều kiện cơ sở vật chất có bể bơi, thì đấy sẽ là cái điều kiện tốt nhất để tránh được cái việc mà xảy ra những tai nạn đáng tiếc về đuối nước. Các học sinh của trường mình là 100% là biết bơi, vì các bạn biết cái đấy rất cần thiết cho cái cuộc sống, nhất là các con rồi đi tham quan nghỉ mát mà lại cũng tránh được những các con có những cái kiến thức để mà tránh được những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra. Trước khi bơi thì em cũng có chút đôi chút là sợ nước ạ, và sợ mình không bơi khá là mệt ạ. Còn sau khi bơi rồi em thấy bơi khá là vui và có thể là tăng cường sức khỏe cho mình. Các em nhỏ là những đối tượng dễ gặp phải tai nạn đuối nước. Cách hạn chế tốt nhất tình trạng này đó là việc dạy và trang bị cho các em kỹ năng bơi ngay khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường. Có những chính sách và những kế hoạch đã được Chính phủ và Bộ Giáo dục ban hành nhưng dường như vẫn chưa được thực hiện một cách triệt để. Đó là những thiếu sót cần khắc phục ngay trong thời gian tới để đuối nước ở trẻ em không còn là nỗi lo thường trực của mỗi gia đình.